Anh Mạnh đang like anh. Hiểu chưa? Xe biển cam ấy. Giời ơi. Bố cái thằng ma lem thấy mặt anh em mày chúng mày. Bố mẹ để tên để đặt tên là ma lem là cái gì? Ma lem là cái gì? Hả? Ma lem là ma mút à? Ma mút là không phải là loại người à? Đừng. Anh chào em Đức Trường nha. Chú chỉ được cái nói hay và nhanh. Đội anh khét quá hâm. Mõm ông ở đi khét tôi chịu ông rồi. Không có gì đâu, mõm thật, mõm hết nha. Mõm hết. Thấy chưa? Mõm hết. Anh cảm ơn em Bùi Chí nha, anh chào em Tuyền Thắng nha, anh chào em Quyết Nam Định nha. Đấy. Đấy chưa? Chúng mày phải hiểu là tao có người yêu, có người quý, có người ghét, tao chỉ thua fan của chúng, fan của thằng Tiến mồm lông là nó nhiều fan thôi. Thấy chưa? Anh chào em Trường Phạm, chào em Đức Cún. Bao giờ thì anh ghim giỏ hàng này Tuấn Anh ơi, thì anh bảo em như này. Bình thường thì anh lại bán hàng, nhưng giờ anh không bán hàng. Em hiểu không? Động cái lòng danh dự với sĩ diện thì em nhiều khi em cứ đùa. Nhá. Khi về Việt Nam mình tận Hải Dương. Ok bạn yêu đấy. Bạn yêu nhá, bạn Bin bảo khi về nào Việt Nam nhưng mình ủng hộ, nhưng mà đợt này mình nghỉ hết rồi, mình có làm gì đâu. Bài gì hay, chào anh trai. Chiến luôn như Đức Ca nhỉ. Đức Ca ấy. Bảo động đến là chiến luôn đúng không Đức Ca? Mình có vướng gì đâu. Đã là lính thì không cần phải tính. Thế thôi nha. Đã là lính không cần phải tính. Được chưa? Anh Hoàng Anh bảo anh Quyết. Tí nữa thằng đấy chưa đến. Cứ tí nữa, mấy giờ hết ca? Mấy giờ rồi? À. Ai bảo ông không chuyển. Tí nữa. Anh ơi, đưa tí lấy 1 tỷ ra để ấy đi. Đi anh đang live stream đi. Ok em, anh cảm ơn em Bùi Chí nha. Đúng rồi, đã là lính thì ở đâu cũng là chiến trường. Gọi em đi. Đúng rồi, xã hội này kiếm được nhiều tiền là thắng. Ok Quỳnh Anh Tây, đấy, rất là chuẩn đúng không? Xã hội này là kiếm được tiền là thắng. Đấy. Bảo kháng lên đi em ơi. Mày biết tăng lai chú mày nổ à? Đùa à? Chú điên à? Bảo đưa 1 tí thôi, hiểu chưa? Anh em mày câu cái thằng Samsung này, tao cần gì phải câu view, hiểu chưa? Tao cần gì phải câu view. Kệ bọn nó. Ok em Bùi Chí nha, nhưng anh bực. Tiền Hải anh nhiều người em thích, Nguyễn Thành Nam và anh. Ok em dai luôn nhá. Anh chào em Tú Hiền. Hổ gầm chó lại tưởng cái hổ không gầm chó lại tưởng Hello Kitty. Ok em Hoàng Đá nhá. Ngồi xem like của anh Quấn. Ok em Tuấn Anh, anh chào em Tuấn Anh nhá. Đợt trước gặp anh Kỳ Bá à? Ừ. Thấy chưa? Nói nhiều làm gì, ai chào hôm nay là vua. Đúng rồi. Hay. Ok, follow ông này này. Follow riêng ông này nhá, tôi follow ông này luôn nhá. Ông này nói câu là nói nhiều làm gì, ai giàu hơn ai là vua. Follow em dai luôn, nhưng mà không thấy nick của em đâu nè. Thấy chưa? Thì tôi đi đá bóng. Ok thì anh sẽ đi đá bóng nhá. Nguyễn Trà My chào chị chưa? Dạ em chào chị yêu ạ. Đúng rồi, nhà anh gần sân Đức Nguyên nhá. Vỗ nó rồi, anh vỗ nó rồi. Ôi giời ơi đấy, mà nói về độ chất ấy thì Phạm Quyết nó cứ là ok đúng không? Có Quy Hiển Giang Hồ đấy, ông Quy Hiển Giang Hồ cũng đã nói, còn nói về độ chất thì Phạm Quyết nó vẫn là ok đúng không? Anh em phải hiểu như thế này này. Không quan trọng là ai mõm hơn ai, quan trọng là bữa ăn ấy, trong mâm cơm bữa ăn ấy, cái cuộc sống bình thường ấy, mọi người nhìn là mọi người biết, đúng không? Mọi người nhìn là mọi người biết thôi mà.
Hồi trước thích xem TV nhá, giờ chán thật rồi. Không bạn ơi, em ơi, sao em lại chán? Vì thôi thì em chán thì thôi thì anh cũng biết làm sao được. Cuộc sống mà em nhá, em phải thông cảm cho anh là gì? Em phải thông cảm ra nó động vào anh, có anh thì anh phải động nó chứ, đúng không? Ok, Nguyễn Dung ra Nghệ An chơi anh đón, cảm ơn nha. Quan trọng là có tiền đúng không em? Em fan anh 4 năm rồi. Ok, ông Tú Hiền này, follow ông Tú Hiền này luôn. Đấy, riêng fan anh Phạm Quyết fan 4 năm rồi là anh follow luôn. Đấy. Hiểu chưa? Anh ở Trần Lãm, thành phố em ơi, nhá. Về ăn cơm với anh thêm bát, thêm đũa, đúng rồi. Về bạn Tôm Luxury nhỉ? Về ăn cơm rồi thêm bát, thêm đũa mà, đúng không? Tí rau, tí bún đi, hả? Bạn hiểu không? Rực rỡ đấy. Em fan anh 3 năm rồi, anh lại follow em đấy. Vì là gì? Em đừng bảo là em fan của anh. Mà gì em, anh em mình yêu quý nhau là anh em follow nhau. Đấy. Cứ ông nào yêu quý tôi follow hết. Mình người bình thường như có phải là như phải cái thằng idol mồm lông nó cứ ra vẻ ra đây, hiểu chưa? Sĩ vợt thằng mồm lông, hiểu chưa? Qua anh bắt 5 con đâu thế? Anh bắt ở trên Hà Nội. Đấy. Anh quyết uy tín luôn, được chưa? Hợp lý luôn như gì nữa. Em đầu kia em 5 năm rồi cả, ai dạ. Em biết anh 5 năm rồi, ai dạ, biết anh 5 năm rồi anh follow em luôn này. Đấy. Em hiểu chưa? Biết anh em biết nhau. Mình có phải là người nổi tiếng đâu mà anh em phải là bảo là anh em idol của mình đúng không? Idol người ta giờ livestream nó phải chục view, mình giờ ăn ở nhà rửa bát quét nhà, sáng nhặt lá trà, chiều đá ông bơ, tối vật vờ để chờ sáng thì idol cái gì, đúng không? Nhưng mà thôi thì kể ra thì mình cũng có tí gọi là anh em yêu quý, còn hơn là cái thằng mồm lông thì toàn những cái đội gọi là giặt dẹo, hiểu chưa? Không nhà, không cửa, giặt dẹo đấy, hiểu chưa? Ba cái thằng lít nhít đi dạy mấy thằng lít nhít vào forex forex, hiểu chưa? Huynh đẹp trai giỏi học giỏi, có xe mạch riêng. Ui giời ơi, em Đỗ Quyên Thắng ơi. Thế thì em nói như vậy rồi, em hỏng rồi. Anh không đẹp trai nhá. Đấy, nhưng mà anh lại không giỏi. Nhưng anh lại cũng không có xe mạch riêng. Đấy. Em hiểu không? Xe mạch là bây giờ anh đang đi thuê 20 triệu một tháng. Nhà thì anh đang bóc quả này là 5 triệu một tháng, vì Thái Bình nó rẻ thôi. Để nó lên mạng là để phong ảnh. Em hiểu không? Lên mạng là phải để phong ảnh. Học trường cấp 3, anh học trường không với anh. Em phải anh mạnh từ đời TV. Ok, ông Hoàng Đức. Đấy, nhá. Anh em chỉ bảo yêu quý, anh em đừng bảo là fan của tôi. Đấy. Anh em hiểu chưa? Đấy, nếu như anh em mà bảo anh em là fan của tôi là anh em mình đừng nói chuyện với nhau nữa. Vì tôi không phải là idol. Đấy. Tôi là người bình thường thôi, nhá. Nói nhiều làm gì, nhiều tiền người nó làm vua nhỉ? Ui giời ơi. Nhiều tiền thì làm vua thì cần gì nữa. Đúng không? Sao em dai nó nói những cái câu này chất chát đến như vậy nhở? Đấy, bây giờ fan của thằng Tiến bắn hết đi rồi. Giờ toàn fan của em anh. Đây vậy cơ. Anh em nhỉ, em hâm mộ anh được 5 năm rồi. Nói nhiều làm gì, đã là lính thì không phải cần phải tính. Em quý anh sống rất tình cảm, đúng không? Đúng rồi, anh sống rất tình cảm nhá. Bình thường anh 10 năm rồi mà không follow. Ui giời ơi, bạn Trịnh Hiếu ơi. Bây giờ bạn nhá, bạn phải nói lại đi này. Bạn bảo là biết anh 10 năm rồi mà anh không follow. Thế mà cái TikTok này nó mới ra được khoảng 4 năm mà ông nó biết 10 năm rồi thì không biết nó bốc phét thế. Hiểu chưa? Trịnh Hiếu bốc phét à? Nếu mà Trịnh Hiếu ở Thái Bình thì 10 năm thì biết anh là phải, nhưng mà không phải Thái Bình thì biết anh sao được. Anh lên mạng tầm khoảng 2018, 2019. Thế thôi. Vậy thôi Trịnh Hiếu ạ. Đúng rồi, yêu thích hoặc quý. Còn fan thì nên fan bố fan mẹ các bạn ý. Chuẩn rồi, bạn Tùng Tít nói rất là chuẩn. Yêu quý là yêu quý, fan là phải fan bố fan mẹ, đúng không? Đừng bao giờ fan những cái thằng gọi là đi lên mạng xong là câu view, câu like xong là hay là nói, hiểu chưa? Tôi không cần anh em gọi tôi là fan của tôi. Đấy, tôi không cần anh em nhá. Yêu quý anh em từ lúc đầu chạc, đúng rồi. Trần Lãm chắc gần chợ cơ động anh nhỉ? Đúng rồi, Trần Lãm gần cơ động. Em theo dõi phở bò anh từ lúc em chưa đi lính mà giờ em ra quân rồi vẫn đấy. Vẫn luôn theo dõi anh, rất quý. Ok, Bùi Chí luôn. Đấy, lại follow Bùi Chí. Đấy, lại vậy, lại rực rỡ vậy, hiểu chưa? Anh Quyết đại gia xe đẹp, em pháo đây anh Quyết đại gia. Ok Hoàng Anh nha. Em được chưa? Thôi mọi người ơi, mình chào mọi người nha. Bây giờ mình phải đi ăn cái gì không? Tí nữa mình phải đi đá bóng, mình phải giữ gìn sức khỏe. Tất cả như nào nhưng mình phải là giữ gìn sức khỏe.
Xin chào mọi người và chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ. Anh em nào yêu quý mình thì anh em follow mình, còn anh em nào không yêu quý thì hủy follow nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Ok, xin chào anh em.